mời cô dâu số 1. Rồi, không biết ai là cô dâu thật à? Xin mời. Ai lấy cũng được. Cô dâu thật, cô dâu giả này. Bây giờ đưa tay ra coi chú rể nè. Chú rể nè. Rồi, một tay nắm tay cô dâu nè. Rồi, rồi. Nắm một tay đấy nhá. Rồi, rồi, rồi. Trời ơi. Mẹ ơi, quá miếng cha nổi. Đúng rồi. Sao hả? Đúng rồi. Lý do. Lý do là tay của vừa em chạy hết ạ. À, tay ngắn đúng không? Đường gái còn đứa tay ngắn. Lui, lui không. Rồi, đây, cô dâu số 2. Rồi, bắt đầu đưa tay nè. Trời ơi, nắng bóp quá cho nội ơi. Ui, là trời. Dạ, đây cũng không phải ạ. Không phải luôn hả? Có dấu hiệu gì đặc biệt không ạ? Sao ạ? Tay của vừa em ạ. Nhớ mua xin ke rồi nha. Rồi, tiếp theo, cô dâu số 3. Ơi quỷ xinh à. Rồi, đưa tay. Một mắt mò lắm mà sao mò dữ lên cha nội. Rồi sao ạ? Đây cũng phải nữa. Lý do. Tay cũng khô hơn nữa. Con gái tay thôi vậy, bốc sách hả? Rồi tiếp theo. Rồi nhiều cô dâu quá, mọi người lên nhiều quá rồi. Bây giờ tiếp theo đi ạ. Xin mời. Cô dâu này đúng rồi nha. Mọi người đừng có vỗ tay, đừng lo nha. Trời ơi, đừng vỗ tay. Sao hả? Không phải luôn ạ. Không phải luôn. Ui, hồi hộp quá. Lý do ạ? Cùng tốn. À, hay quá ha. Rồi, tiếp theo, xin mời. Rồi, còn nhiều cô dâu quá, còn tới 2.000 cô dâu đây nha. Rồi, bây giờ xin mời. Rồi. Nắm tay đi, chú rể, nắm tay đi. Rồi, đưa tay cho chú rể, nắm đi trời. Dạ, à. Cũng không phải luôn đấy. Cái gì không phải, đúng rồi sao? Lý do. Tay này nhỏ hơn ạ. Nhỏ hơn hả? Rồi, tiếp theo cô dâu nè. Ồ, quá trời cô dâu rồi. Tiếp theo, còn nhiều cô dâu nữa. Rồi, đưa tay cho chú rể đi ạ. Rồi, bây giờ như thế nào hả? Hơi nhiều, mất màu anh ơi. Được rồi. Sao hả? Dạ, tay được ạ. À, tay rồi hả? Từ. Vừa nắm chặt tay vào. Bây giờ mà tôi mở mắt ra không đúng thì sao ạ? Tối bụi đất. Không đúng thì hít đất nhá. Dạ, ok. Hay là tối nay không đồng phòng. Được không ạ? Dạ, ok anh ạ. Ok. Rồi, nghe nó không đồng phòng hơi buồn, ok. Bây giờ chúng tôi sẽ mở mắt chú rể ra đấy ạ. Mọi người sẵn sàng tiến hành nào. Quay bây giờ. Mọi quay ở đây. Hồi hộp quá mọi người. Bây giờ chuẩn bị nào. Mọi người đếm từ 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Rất tuyệt vời. Và game show đã được chủ đề thành công. Chúng ta nhận một trận đây. Chúc mừng hai em được không ạ? Và ngày sau đây sẽ là một nụ hôn rất ngọt ngào của anh Tú nhận chào Nguyễn Phương. Xin mời chủ đề đặt tay lên vòng eo của cô dâu đi ạ. Và xin mời cô dâu đặt tay lên bờ vai vững chắc của chủ đề nha. Chúng ta hãy đếm từ 1 tới 3 để cho nụ hôn thế kỷ của cặp đôi vàng của chúng ta, chú rể anh Tú cùng dâu Nguyễn Phương sẽ thực hiện trong giây phút thiêng liêng và trọng đại này. Chuẩn bị nào! 1, 2, 3, xin mời! Khoan. Là trời! Cái gì vậy? Quen nhau 3 năm rồi hôn chưa được 3 giây nữa quý vị. Đề nghị cô dâu chú rể hôn lại nha. Hôn thật sâu và thật lâu để cho mọi người được chiêm ngưỡng nào. Bây giờ mà chú rể và cô dâu không hôn là đi về đó. Được chưa ạ? Sẵn sàng nào! 3, 2, 1, xin mời!